Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp du lịch tại thành phố Cần Thơ, việc đầu tư đổi mới sản phẩm du lịch đã được các đơn vị chuẩn bị từ sớm. Trong đó hướng đến đa dạng các sản phẩm dịch vụ, từ truyền thống đến hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng. Tại vườn sinh thái Từ Dũng, địa điểm mà hầu hết du khách trên hành trình khám phá chợ nổi Cái Răng đều ghé để tham quan trải nghiệm, mang đậm nét miệt vườn sông nước của miền Tây Nam Bộ. Chuẩn bị để trồng bông nè, để cho cái vườn nó có sinh khí của Tết. Những cái mùa Tết là khách quốc tế đổ bộ vào nước mình rất là nhiều. Chúng tôi chuẩn bị gói bánh tét, rồi chuẩn bị những cái loại bánh dân gian để cho phục vụ cho khách nhân dịp Tết Nguyên Đán. Ở trong vườn cũng phục vụ xuồng ba lá, nhưng mà những cái dịp Tết thì mình sẽ bỏ những cái giỏ hoa, rồi những cái loại hoa mà rất là đặc trưng cho cái mùa Tết xuống thuyền, cho du khách vừa trải nghiệm bơi thuyền vừa được ngắm hoa. Và một trong những sự đầu tư mới hiện đại đang được kỳ vọng trong dịp lễ Tết năm nay đó là nhà hàng du thuyền của làng du lịch Mỹ Khánh, điểm du lịch ô cốp 4 sao đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là những cái tiếng mà chúng ta hy vọng là sẽ thu hút được du khách rất tốt vào những cái dịp lễ Tết cũng như là suốt những cái mùa mà du lịch, và đặc biệt là cái giai đoạn cuối năm. Chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được du khách đến với Cần Thơ và ở lại Cần Thơ nhiều hơn nữa. Thời điểm này, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều hoạt động chào năm mới 2025, trong đó đường hoa nghệ thuật, đường đèn nghệ thuật, chợ hoa xuân là các hoạt động được nhiều người dân quan tâm mong đợi. Đặc biệt, thành phố đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện lớn cấp vùng, tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long trong những ngày tới. Dự kiến rằng lượng khách đến với thành phố Cần Thơ sẽ tăng cao trong mùa lễ cuối năm cũng như dịp Tết Nguyên đán. Hiện tại thành phố đang tổ chức triển khai nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Bên cạnh đó thì đối với các doanh nghiệp du lịch cũng có sự đổi mới về các sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút tối đa lượng khách trong dịp lễ cuối năm.